Miệt Thứ hôm nay, đời sống Miệt Thứ, ngày thứ bảy giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16, check-in thị trấn thứ 11 huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang. Những ngày giãn cách, bạn đã làm gì? Uống cà phê mọi người ơi, cà phê sáng nha. Chia sẻ với Miệt Thứ, chị Nguyễn Mai ở khu phố 2 thị trấn thứ 11 khu vực chợ cá đã nói rằng tình hình dịch bệnh rầu quá em, mong con Covid-19 nó đi ra khỏi Việt Nam tươi đẹp của mình càng sớm càng tốt. Những ngày giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 thì chị cùng với ông xã và các con đều ở nhà, rảnh thì ra vườn hái rau đồng nhà chồng làm món này món kia ăn cho ngon miệng thêm tinh thần. 24 giờ đồng hồ ở nhà từ ngày này sang ngày kia, cũng phải kiếm việc mà làm. Nhà chị thì vừa làm xong cỏ 2/3 miếng vườn nhỏ sau nhà. Giờ mỗi buổi sáng thức dậy mình nhìn mảnh vườn cây cối xanh mướt thấy đẹp và bình yên lắm. Và thật sự như chị Mai đã chia sẻ, bà con mình ở Miệt Thứ thì phần lớn đều có vườn vuông nuôi tôm. Vậy nên thời gian 14 cách xã hội theo chỉ thị 16 là thời điểm thích hợp để chúng ta chăm sóc mọi thứ xung quanh mình. Không nên chỉ lây hoay ở nhà xem tivi, bấm điện thoại và ăn mãi được. Bà con hãy ra vườn thông vuông kiếm việc mà làm, vì vận động tay chân thì tinh thần là tích cực. Và hình ảnh mà mọi người đang xem là anh thanh niên Miệt Thứ Ngô Quốc Đại ở ấp Thạnh Tây, sáng 3, kênh Mười Quang. Anh chia sẻ với Miệt Thứ rằng những ngày giãn cách xã hội ở nhà thì cuộc sống của Đại thì vẫn như ngày thường, vẫn phải làm vườn, chăm sóc cây cối, mảnh vườn sau nhà để cho nó tốt tươi, đạt năng suất khi mà thu hoạch chứ. Chỉ có một điều thay đổi trong những ngày giãn cách mà mình cảm nhận rất là rõ, tức là cả nhà mình gần nhau hơn, trò chuyện nhiều lắm. Những ngày này thật sự giúp cho mình cảm nhận được nhiều hơn các giá trị của hai từ gia đình. Và vào sáng ngày 23 tháng 7 vừa rồi thì bạn Đại cũng đã góp sức hỗ trợ cho bà con tại các khu cách ly tập trung trên địa bàn huyện An Minh hơn 30kg bí ngô. Theo thông tin cập nhật của Miệt Thứ thì nếu bà con mình mong muốn đóng góp nhu yếu phẩm thì hãy liên hệ trực tiếp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện An Minh hay huyện đoàn huyện An Minh và tại các trụ sở khu phố nơi mình đang sinh sống để biết thêm thông tin chi tiết. Hoặc là bà con có thể đem hàng hóa hỗ trợ đến gửi trực tiếp tại chốt kiểm soát gần nhất. Kèm theo tin nhắn, các tình nguyện viên huyện An Minh sẽ đến vận chuyển và trao tặng đúng theo tin nhắn mong muốn của bà con. Và sáng ngày hôm nay, 25 tháng 7, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện An Minh đã hỗ trợ quà cho 30 hộ nghèo, hộ cận nghèo tại xã Tân Thạnh, mỗi suất 700.000 đồng, bao gồm tiền mặt và các nhu yếu phẩm. Được biết, đây là phần đóng góp của anh Ngộ, Phó Tổng Giám đốc Thường trực Tập đoàn Xây dựng Trường Phát và nhóm Thiện Nhân. Và hình ảnh mà mọi người đang xem đó là biển thông báo, cần gì thì gọi. Và đây là một cách làm hợp tình hợp lý trong những ngày này khi mà quy định buộc tất cả chúng ta phải giữ khoảng cách 2 mét khi giao tiếp nơi công cộng. Một số sạp đồ tươi kinh doanh các mặt hàng rau, củ quả, tươi sống trên địa bàn ngày hôm nay đã mở cửa kinh doanh trở lại và họ cũng có một cách làm riêng, đó là giải pháp kinh doanh online. Theo cách làm này thì các sạp sẽ đăng các mặt hàng mà họ bán ở trên mạng xã hội Zalo và Facebook của người thân trong gia đình. Bạn bè, bà con sẽ đặt hàng online, sạp soạn đơn hàng và hẹn người mua đến lấy theo một khung giờ nhất định. Chia sẻ với Miệt Thứ, chị Thúy An cho biết, sạp đồ tươi của gia đình đã hoạt động kinh doanh hơn 10 năm nay rồi. Lượng khách mua quen mỗi ngày rất là nhiều. Giờ tình hình dịch bệnh có nhiều diễn biến phức tạp, ai cũng đã lo sợ và ý thức ở nhà cả ngày. 6 ngày đã qua, đã đến lúc mà nhu cầu thực phẩm tươi sống của bà con cũng đã tăng cao. Giờ mà mình không bán cho họ thì họ cũng sẽ đi mua ở nơi khác, thậm chí còn đi xa hơn là từ nhà họ đến nhà mình. Vậy thì lại không hay. Vì thế bây giờ mình mở cửa bán lại thì mình sẽ nhắn tin cho họ là mình bán thứ này thứ kia qua Zalo, qua Facebook, rồi họ sẽ chọn hàng, mình sẽ chuẩn bị đơn hàng mà họ yêu cầu, rồi sau đó mình hẹn họ đến lấy ngay và đi về luôn. Tiền thì có thể trả qua mạng được, vậy là an toàn mà có thể thuận lợi cho việc kinh doanh của gia đình. Và tiếp theo là chuyện gì đây? Là chơi thể thao trong nhà. Với những bà con ở nhà phố thì hãy chủ động luyện tập thể thao mỗi ngày để tăng cường sức khỏe đề kháng cho cơ thể.
mọi người có thể đi bộ hoặc là leo cầu thang, đánh vợt ở trong nhà, thậm chí là mọi người cũng có thể hát karaoke. Và với những gia đình có con nhỏ thì trong những ngày giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16, việc chơi với con tại nhà là một điều thật sự hạnh phúc. Dừng đầu ơi, dừng đầu ơi. Dừng đầu ơi. Dừng đầu ơi, dừng đầu ơi. Ờ dừng đầu. Dừng cây dừng ơi, dừng dừng bánh xe. Chở bánh xe lên. Ờ ờ ghê ghê u ăn đá. Đó, 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 dễ dàng không? Với những bé có năng khiếu ca hát thì đây cũng là thời điểm chúng ta lắng nghe giọng ca của con mình. Trong hình là mọi người đang xem con gái của chị Thảo đang tập hát karaoke. Nhà ngày hôm nay một trong những công việc yêu thích của các gia đình có con nhỏ là quay TikTok cho con. Chúng ta sẽ cùng xem một clip nhỏ của bé Su Jin, 5 tháng tuổi. Chưa đi nhà không biết. Ủa cái này là TikTok Trung Quốc hả? À, TikTok Trung Quốc hả? Chưa có cắt đó. Mặt biểu cảm dễ sợ chưa? Bây giờ là lồng nhạc vô hả? Phải có cái tiếng thế này kìa. Không phải có cái tiếng kêu kìa. Cái kêu sao được? Lồng giữa hai tiếng âm thanh thật và tiếng nhạc á. Ở đâu? Rồi, coi clip khác đi. Còn clip nào nữa không? Hết rồi. Clip cái này đâu? Rồi clip của Hòa đâu? Clip của tôi đây. Đang lên không được, đợi trước. Đấy. Đây là nhân vật Su Jin ơi, con đang làm gì đó? Su Jin, con đang làm gì đó? Hello bà con đi. Hello bà con. Oh. Hôm nay đang quạo rồi, không có dễ thương rồi, bậm môi bậm trợn rồi kìa. Đó. Mặc dù con ở nhà nhưng mà con ăn mặc rất là đẹp, rất là phong cách thời trang. Đây. Su Jin. Su Jin ơi. Su Jin ơi. Su Jin ơi, con chào bà con đi. Con mấy tuổi rồi? Con mới 5 tháng tuổi thôi bà con ơi. Ở nhà vẫn vui. Wow, giỏi quá. Su Jin, Su Jin ơi. Lan hoài với con gái. Và đây là phong cách uống cà phê những ngày cách ly. Những ngày giãn cách chứ, những ngày giãn cách theo chỉ thị 16. Các bạn uống cà phê sáng chưa? Và trong những ngày này thì việc sửa chữa, chỉnh trang lại nhà cửa là phần việc mà cánh mày râu cần phải thực hiện ngay và luôn. Sao cái này được chưa? Được rồi, vậy đó. Vậy chét chính luôn rồi, còn làm gì nữa? Đưa mấy thùng bước đi. Rồi, đưa mấy thùng bước đi, đưa nè. Chét chính vô miếng tôn ngoài kia rồi.
Ừ, nó làm mấy con dây thịt bông chạy. Nè sẵn đây mày lấu nè đây. Chạy, chạy cái thằng mày lấu. Đấy, sao mày không bắn vô cái lỗ đó hả? Cái lỗ mày chỉ ba, không bắn cái keo vô. Cái lỗ đó hả? Ừ. Cái lỗ đó rồi keo vô. Nó keo luôn hả? Tính đâu ba ngoài ba chặn vô tới sát. Sao muốn gì? Cứ bắn keo vô chỗ đi. Chỗ nó lõm lõm nó gì phải không? Nè. Chảy nước vô đường này nè. Ừ, thì bắn keo vô nó đi. Và đây là phần việc quen thuộc của các chị em phụ nữ. Ủa cái này phơi làm gì vậy anh? Vậy hả? Là những hình ảnh bà con buộc phải ra ngoài đường đi mua nhiều yếu phẩm hoặc đi giao hàng. Em đi mua nhu yếu phẩm và em được tặng nè bà con. Nói chung là nhờ dịch này mà chúng ta quý nhau hơn. Tình nghĩa xóm riêng. Cảm ơn nhiều nha cô gái. Và đây là một trong những hình ảnh gây xúc động mạnh đối với Miệt Thứ khi quay được cảnh một thanh niên đi giao hàng. Anh ấy tâm sự rằng là những ngày giãn cách đầu tiên mọi người không bán gì để ăn trực tiếp cả. Với những hộ gia đình ở xa thị trấn thứ 11 thì việc đi lại mua hàng hóa nhu yếu phẩm trong nhà là phần việc của đàn ông. Các anh các chú đi mua từng món hàng được ghi rất rõ trong một tờ giấy được giao. Những hình ảnh tiếp theo là đời sống Miệt Thứ những ngày giãn cách. Bà con làm gì thì mời tất cả mọi người cùng xem.
tổng này bao nhiêu tiền? Rẻ à, nghe nói giá giá chạm rồi phải không? Sáng đi chọn mấy người nói giá chạm rồi.